Võ Lâm Ngoại Sử, chương 104, hồi 43, kỷ niệm thực khó nói, phần 3. khoái lạc vương vút dâu mà cười, bà chiếc nhẫn trên tay lại lấp lánh như ánh sao sáng. Hùng Miêu Nhi chợt cười lớn. <cười> tân nương đến rồi, tân làng cùng lại không đứng lên mà đón sao? khoái lạc vương cười lớn nói, <cười> chính nên như thế hỉ nương đỡ bạch phi phi lên, khoái lạc vương quả nhiên đứng lên đón, vẫy vẫy tay nói, à mọi người cứ uống rượu đi, à uống cho thỏa thích. hồng miêu nhi nói, ơ à, thế này coi như đã thành lễ rồi sao? khoái lạc vương ngẩng đầu nói, bổn vương lẽ nào cũng phải giống như đám phàm phu tục tử, hành những cái lễ rối rắm đó ánh mắt của lão quét bốn phía nói tiếp a à, hôn lễ của bổn vương hôm nay chỉ cần long trọng không cần hư văn a à, chỉ cần để nói cho các người biết là hôm nay bổn vương đã cưới được một vị thê tử tuyệt thế vô song bạch phi phi lại có thể làm ra như là ngượng ngùng cúi đầu nói thì thầm bên tai đa tạ vương xa thế là khoái lạc vương ha ha, ha cười lớn trong điện tiếng hoan hô vang lên như sấm ánh mắt của khoái lạc vương quét qua cười lớn rồi nói bốn vị khách mời này cũng không thể không có rượu miều nhì lớn tiếng nói lão mà cho bọn xú nhà đầu này đút rượu cho ta thì ta mà không nhổ xuống đất mới là lạ đó khoái lạc vương hơi trầm ngâm một chút rồi nói tâm kỵ đi giải cho họ những huyệt ở sau vai. Hôm nay là ngày lễ, ai cũng không thể không có rượu uống. Huyệt Kiên Tỉnh này nằm ở trên cùng của đường kinh Thủ Dương Minh, nếu huyệt này bị điểm thì toàn bộ cánh tay không thể cử động được. Nhưng nếu các huyệt khác bị điểm, sau khi đã thông huyệt này thì các bộ phận khác cũng vẫn không cử động được. Chân khí cũng không thể lưu chuyển và tuyệt đối không thể dùng đôi tay này để giải khai các huyệt khác. Tay của bọn Hùng Miêu Nhi mặc dù có thể cử động được, nhưng ngoại trừ cầm đũa cất chén ra thì đều vô dụng. Vì vậy, họ gấp thức ăn và uống rượu. Sau ba tuần rượu, Khoái Lạc Vương nhìn xung quanh, không khỏi vuốt râu cười to. <cười> Đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của lão mặc dù lý tưởng của lão vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn nhưng với một tình hình tốt đẹp thì ngựa vượt trung nguyên chỉ còn quanh quẩn trong gang tấc làm sao mà lão có thể không hài lòng dựa uống cạn một cách đáng kinh ngạc tiếng cười vui sướng càng to hơn khoái lạc vương khinh thường nhìn chằm chằm cười nói thẩm lãng ngươi có thấy tầm trăm ngàn năm nay trong võ lâm có ai đạt được vị trí như của ta ngày hôm nay không? vạn thứ trong thiên hạ còn ai trên đời này có thể sung sướng và khoái lạc hơn bổn vương này? thẩm lã khẽ mỉm cười nói. <cười> sau đỉnh cao nhất định thời vận tốt đẹp sẽ giảm xuống, cực lạc chi hoan sự sung sướng cũng không kéo dài được bao lâu. sắc mặt khoái lạc vương trầm xuống tức giận nói thẩm lãng người đừng quên giờ phút này người vẫn là tù nhân dưới trướng của bổn vương thẩm lãng vẫn không nhúc nhích mỉm cười chậm rãi nói thuốc cứu mạng người ắt là đắng miệng lời trung thực ắt là nghịch tai người không nghe thì cũng có sao đâu ánh mắt của khoái lạc vương dán chặt vào chàng như một lưỡi dao Tiếng cười trong đại sảnh đột nhiên im bặt. Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi đã toát mồ hôi lạnh. Nhưng Khoái Lạc Vương lại cười điên cuồng. <cười> người đố kỵ, thẩm lãng, người đố kỵ. Người đố kỵ với thành tựu của bổn vương và người ghen tị vì bổn vương có thể cưới được một người vợ, người thế thê tử ưng ý. Đó là lý do tại sao ngươi nói những điều như vậy đố kỵ <laughs> vương hoa nhàn nhạt, nhạt vương lân hoa nhàn nhạt, nhạt nói ngươi không tức giận sao khoái lạc vương cười to nói <cười> được một người như thẩm lãng đố kỵ thật là đáng tự hào bổn vương làm sao có thể tức giận lão cười ha hả đứng dậy giơ hai tay lên nói các ngươi cứ cho rằng nên vì một người có thành tựu tư cổ trí kim chưa từng có Đời sau cũng không có này Có nên uống ba chén rượu không? Mọi người lớn tiếng hoan hô Nên! Thế là tất cả quần hào đều đứng dậy hoan hô và uống rượu Vương Lân Hoa lạnh lùng nói <laughs> Bọn họ sắp tiến vào động phòng Chúng ta sắp bị chém đầu Thẩm lãng Người vẫn chưa có cách nào sao? thẩm lãng cười khổ nói thời cơ còn chưa tới ta còn cách gì có thể nghĩ ra nữa chứ vương lân hoa cười lạnh nói khi nào thì có cơ hội chẳng lẽ là khi đầu của chúng ta rơi xuống đất hay sao thẩm lãng nói cho dù là như vậy thì cũng là bất lực thôi hùng miêu nhi cười nói chết thì chết có gì là to tát đầu chờ ta uống 300 chén rượu trước rồi đã rồi hãy nói Chú thất thất bình tĩnh nói, ta hy vọng được chết bây giờ, bởi vì bây giờ thầm lãng cuối cùng cũng ở bên cạnh ta. Hồ Mưu Nhi nâng ly cười nói, thầm lãng, ta kính huynh bà chén, <laughs> đời này ta có thể kết giao làm bạn với, làm bạn hữu với huynh, à, cũng được coi như là sống một đời không phí. Tiếng cười tuy vẫn hào sảng như xưa, nhưng lại ngậm một nỗi bi thương. Chẳng không bi thương cho bản thân mà là bi thương cho thẩm lãng. Anh hùng không sợ chết nhưng không tránh khỏi đau thương khi biệt ly. Biệt ly? Đây lẽ nào lại là lần cuối cùng họ tụ lại với nhau? Cả điện cười hoan lạc. Chỉ có họ là tiểu tụy. Khói lạc vương nheo mắt nhìn Bạch Phi Phi. Nụ cười của Bạch Phi Phi nằm trong ánh sáng lấp lánh của những hạt ngọc châu. Ánh sáng của những hạt ngọc châu. Sao ngọc có thể dịu dàng được như nụ cười của nàng? Những hạt minh châu làm sao có thể đẹp được như nàng? Hương thơm thoang thoảng, dường như đến từ một giấc mộng. Khói lạc vương đặt ly rượu xuống, vuốt dâu cười nói. <laughs> Ngươi uống chỗ này đi. Ngươi cứ ở chỗ này uống đi. Say chết cũng không sao bổn vương <laughs> bổn vương phải rời yến tiệc mặc dù đang nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt của lão vẫn nhìn về phía bạch phi phi vương lân hoa cười khúc khích nói <laughs> không sai đêm xuân đáng giá ngàn vàng ngươi thực sự nên vào động phòng khoái lạc vương cười to và nói <laughs> vương lân hoa rốt cục không hổ danh là giống nòi lưu manh phong lưu à, trong tiếng cười nói ngoài cửa đột nhiên có một người chạy nhanh đến. Mặc dù hắn ăn mặc màu sắc tươi sáng, nhưng hắn mặc bộ đồ cấp phong, trên mặt lại không có dấu hiệu của rượu, mà có một thanh trường kiếm vỏ màu xanh lá cây đeo chéo ở sau lưng. Thẩm lãng, ánh mắt lấp lóe nói, người này e rằng đang ở ngoài cung tuần tra. Vương Luân Hoa nói, không sai, không biết như Dũng Động nói, hãy nhìn thần sắc của hắn ta kìa lẽ nào có biến vương Lân hoa lầm bầm cười hy vọng như vậy hy vọng như vậy chỉ thấy phương tâm kỵ vội vàng chạy đến gặp hắn và hai người thì thầm vào tai họ vài lời và khuôn mặt của phương tâm kỵ hơi thay đổi đôi mắt của khoái lạc vương lấp lánh lão ngồi xuống lại nâng ly rượu lên và tất cả ánh mắt của những người trong đại sảnh đều dán chặt vào phương tâm kỵ Phương Tâm Kỵ quay người chạy về phía khoái lạc vương thấp giọng nói. Bên ngoài có người nói muốn chúc mừng vương ra. Khoái lạc vương cau mày và nói. Chúc mừng hôn lễ của bổn vương hôm nay. Các người đã truyền đi ra ngoài sao? Phương Tâm Kỵ nói. Tin vui tuyệt không bị dò dỉ ra ngoài. Khoái lạc vương vỗ bàn tức giận nói đã không tiết lộ ra, sao người ngoài biết. Phương Tâm Kỵ cúi đầu nói, đệ tử nguyện nhận tội, phòng hộ không nghiêm. Mà. sắc mặt quái lạc vương hơi nhu hòa, chậm rãi nói, À, người nhiều như vậy, cũng không thể trách các ngươi, chỉ là người này trải qua rất là nhiều nguy hiểm, mạo hiểm đã đến được ngoài thành, cho nên nhất định không có ý đồ gì tốt đẹp cả. Phương Tâm Kỵ cười và nói <cười> à, vào cái uy của vương gia ngày hôm nay thì cho dù người khác có mạo hiểm nhưng có thể đến vì vương gia mà chúc mừng thì cũng đáng. Khói lạc vương vui vẻ cười nói <cười> đúng 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 lời này cũng không sai. Trên mặt đại lộ ra nụ cười sắc mặt trầm xuống trầm giọng nói bọn họ tổng cộng có mấy người? Phương Tâm Kỵ nói có 9 người trong nhóm và họ đang mang vào hai chiếc dương là quà mừng cho vương gia khoái lạc vương nói những người này bộ dạng thế nào phương tâm kỵ nói theo bẩm báo vừa rồi của thập tứ đệ thì người đứng đầu chính người này là ông trùm lam điền đạo ngọc à, bốc công trực của hami kumun người này không chỉ có đất trồng dưa hàng ngàn hecta gia tư cự vạn khinh công cũng là hàng cao thủ nhất lương Khói là vương trầm ngâm và nói bốc công trực ờ à, bổn vương đã từng nghe nói đến cái tên này nhưng nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với bổn vương sao lại có thể vội vàng đến tặng quà phương tâm kỵ cười nói <cười> có lẽ hắn chỉ là muốn lấy cái này là một bước tiến thân đến để xin nhập vào môn hạ của vương gia hiện tại trong võ lâm ai lại không muốn gia nhập dưới trướng của vương gia cơ chứ Khói Lạc Vương vuốt râu cười lớn nói <cười> Được, nếu đã như vậy thì cho bọn hắn tiến vào đây Dù sao thì bọn hắn cũng chỉ có 9 người Trừ phi là bởi vì bọn hắn không muốn sống Chứ bằng không thì tha thứ cho hắn hắn cũng không dám dở cho Chu Tất Thất nhỏ giọng nói Thầm lá, à, cây chàng thấy bốc công trực có phải thật sự vì tặng quà mà đến không? Thẩm lãng cười nói, <cười> chỉ e không chắc. Vương Lân Hoa lạnh lùng nói, chỉ dựa vào bốc công trực mấy người này lẽ nào thực sự đến tặng lễ vật? Hùng Miêu Nhi nói, cái tên bốc công trực Lam Điền Đạo Ngọc này, ta đã từng nghe nói qua về hắn. Ở trên đời thì hắn cũng khá nổi tiếng, nhưng mà nếu cùng khoái lạc vương so sánh thì hắn cũng chả là cái thá gì đâu. Trên mặt mang theo nụ cười, thẩm lãng trầm chặn, ấy nói, trong đó nhất định có chỗ kỳ quái ta cùng ngươi không thể nào, ta cùng các ngươi không có cách nào đoán ra. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là hai cái dương làm ta cảm thấy kỳ quái. Vương Lân Hoa cười lạnh nói, chẳng lẽ trong dương lại có yêu quái ăn thịt người hay sao? Nếu không thì lại có thể làm gì khoái lạc vương? Thẩm lãng cười nói, hí, cái đó cũng không chắc. Lúc này hai chiếc dương đã được khiêng vào trước, đó là hai cái dương gỗ long não thượng hạng cực kỳ quý giá, tám cạnh đều dát vàng, khoen khóa đương nhiên cũng bằng vàng. Tám người khiêng dương ăn mặc lộng lẫy, nhưng dung mạo lại bình thường. Những người như thế này đi ở trên đường cũng không ai thèm liếc nhìn lấy một cái. Nhưng bộ dạng của bốc công trực thì cực kỳ phi thường. Đôi mắt sáng của hắn trũng sâu, nhưng gò má lại cao, mái tóc màu đen hơi pha vàng, hơi xoăn, nhưng đôi mắt lại có chút xanh lục. Hắn ta ăn mặc rất lộng lẫy, những chiếc áo choàng ngắn buộc tóc, đeo chiếc khuyên tai vàng trên tai, xem ra trông rất thần bí, nhưng nụ cười trên khuôn mặt thì lại rất hiền lành. Gấu trúc Hùng Miêu Nhi nhỏ giọng nói, Giang Hồ có lời đồn đại, đều nói mẫu thân của bốc công trực này là một hồ cơ tuyệt sắc sở hữu một môn võ công thần bí của ba tư không biết bốc công trực này có học được bản lĩnh của mẫu thân hắn không vương lân hoa không khỏi hỏi cái gì mà võ công thần bí hùng miêu nhi nói người trong giang hồ nói khác nhau không ai có thể nói được rõ ràng nghe giống như kiểu là một loại vu thuật phù thủy Chàng khẽ mỉm cười chậm rãi nói tiếp. Cái tác dụng của loại vu thuật này chính là chạy trốn. Vương Lan Hoa nhíu mày nói, chạy trốn. Hùng Miêu Nhi cười nói, học cái loại vu thuật này chỉ cần chạy đi. Ai cũng không thể giữ lại được, có đuổi cũng không đuổi nổi. Giang hồ đồn thổi là khinh công của bốc công trực vô song, e rằng có quan hệ với loại vu thuật này. Vô Luân Hoa không khỏi nở nụ cười lẩm bẩm chạy trốn. Cái này cũng thú vị lắm này Chiếc dương được khiêng đến, chân bậc đá trước mặt khoái lạc vương. Mọi người trong đại sảnh đều bị vẻ ngoài của bốc công trực thu hút. Không ai để ý đến người đàn ông to lớn khiêng chiếc dương kia. Đôi mắt của khoái lạc vương cũng nhìn chằm chằm vào bốc công trực. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của những người xung quanh, bốc công trực vẫn đi một cách bình yên và vững vàng. Ngay cả chiếc không vàng trên giái tai cũng không hề rung chuyển. Âm nhạc vẫn tiếp tục. Một giọng the thế ở bên đại sảnh lớn tiếng kêu lên Nam Cương bốc công trực tiếp kiến. Bốc công trực bước nhanh hơn đi về phía trước vài bước cúi đầu nói Nam cương hậu bối bốc công trực xin được bái kiến vương gia Chúc mừng vương gia đại hỷ Khói lạc vương ngồi trên ghế hơi khom người, cười nói. Các hạ từ xa tới tiểu vương làm sao dám? Bốc công trực nói. Vãn bối hâm mộ uy danh của vương gia đã lâu. Chỉ hận mình bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Hôm nay mạo muội đến đây. Nếu vương gia không trách tội thì đúng là cái phúc lớn của vãn bối. Khói lạc vương cười ha hả nói. À, bốc quan nhân quá khách khí. À mời ngồi sang một bên lão còn chưa nói hết lời trái phải đã sắp xếp xong đôn cầm bàn thấp trước bậc thềm bốc công trực xem xét tâm tư của lão cúi đầu đi tới chỗ ngồi nhưng không có ngồi xuống cúi đầu hành lễ cười nói đa tạ vương gia vương gia cho ngồi nhưng chỉ là tiểu bối không dám ngồi chờ sau khi vương gia tiếp nhận các lễ vật tiểu bối mang đến tiểu bối mới dám ngồi Khói lạc vương vuốt sâu cười nói <cười> đường xa vất vả đã không dám à, sao còn dám nhận hậu lễ của các hạ bốc công trực cười nói vương gia phúc giáp tứ hải trên đời không có vật nào được vương gia nhìn chúng vãn bối không dám đưa những đồ vật bình thường thô lậu đến may mắn thay vãn bối có thể bày tỏ tấm lòng vương gia nếu không chịu nhận cho thì vãn bối thật là thất vọng lắm Khói lạc vương cười nói <cười> đã như vậy thì tiểu vương chỉ đành nhận vậy đột nhiên tiếng cười ngưng bặt chăm chú nhìn chằm chằm vào cái dương trầm giọng nói tiếp bốc quan nhân đã nói như vậy cái dương bên trong nhất định sẽ là vật có thể khiến cho bồn vương mở rộng tầm mắt ta thực sự nóng lòng muốn xem một chút bốc công trực cúi thân khom người cười nói vật này quả thật có chút đặc biệt vãn bối thật là đã hao phí không ít công sức mới có được. Nếu có thể lấy được một nụ cười của vương gia, vậy cũng xứng với công vất vả của hậu bối rồi. Hắn khẽ vỗ tay, những người đàn ông to lớn đã khiêng chiếc dương đến bậc thềm đá. Lúc này, trong đại sảnh, mấy trăm cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào cái dương. Đều muốn nhìn xem, trong dương là cái vật kỳ quái gì. Chỉ có cô dâu bạch phi phi, giấu xong tấm rèm hạt châu ánh mắt mơ hồ, không nhìn vào chiếc dương mà nhìn về phía khoái lạc vương. Cô ta dường như không có hứng thú với những thứ được trong chiếc dương, lại cũng có vẻ dường như cô ta đã sớm biết trong đó là gì. Dương có ổ khóa nhưng lại không bị khóa. Trong đôi mắt xanh lục của bốc công trực hiện lên một tia thần bí. Hắn chậm rãi mở dương ra, cười nói. <cười> Vị tiểu bối muốn tặng lễ vật sống xin mời xem. lời còn chưa dứt trong đại sảnh truyền đến một trận cảm thán. chiếc hộp chứa một người sống, một người phụ nữ gần như hoàn toàn khỏa thân hết chương bốn ba.